賢く快活な男の子の人物、いつもにこやかでいたずらっ子である。水上人形劇では幕を開ける重要な物語の語り役。Chính tên tôi là... Là Tếu. À, là Tếu. Nhìn dáng điệu tuổi còn niên thiếu, nhưng cơ tâm trí xảo dị kỳ. Phương rối nước sáng tạo rất tinh vi, cũng vận động. Chân đi. Tay thế nào? Tay trỏ được đấy. Việc khôi hài ta cũng nên vắn tắt, hát một câu để trở lại buông cho nào. Ta tắm màu ta ta về. と飛ぶ平和の時代に龍は村の池に登場する。曲がりくねる動きが柔らかくしなやかで、まさに前のようである。奪い合う競争になる。はい、チーム。さあ、bách thú chi vương, hai thú này ra diễn luyện trường, tranh đua một cuộc rất hùng cường, chưa biết cầu này vào tay ai. Giờ you
幸せに暮らす人間の恋愛も法王たちのように美しく幸せが永久に続くようにと祈願を込める。